Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của mình nhé. Và hôm nay thì lại được mấy anh dẫn đi lấy ong. Giờ cũng 6-7 giờ chiều rồi, nhưng mà được mấy anh dẫn đi lấy ong lên tầng trên đỉnh núi mọi người nhé. Đấy. Đồ mình chuẩn bị thì cũng chỉ có đơn giản trong cái bao này thôi, chỉ có bộ quần áo mưa với các kiểu thôi. Và bây giờ phải đi treo lên tầng trên đỉnh núi á để mà lấy tổ ong này. Nghe bảo là to bằng hai cái đầu mọi người ạ, nên là cố gắng đi. Mặc dù là túi nhưng mà cố gắng đi lên mọi người nhé. Mọi người cũng đón xem nhé. Cổ sạt đấy không? Lấy, à? Lấy cho em chứ có ai lấy mà. Đây. Ui dồi ôi, to. Ui trời ơi. Mọi người ạ. À. Ôi kia tổ ong to thật mọi người nhá. Ui trời ơi. Này. Ui trời quá to luôn mọi người ạ. Wow. Quá đẹp luôn ạ. Thôi mọi người cùng đón xem mình lấy nhá. Nó ngay ở cân mấy cây mấy luôn mọi người ạ. Rất đẹp mọi người ạ. Quá đẹp, quá đẹp. Ok, mọi người cùng đón xem mình lấy nhá. Cái tổ này quá to luôn mọi người ạ. Cái này cũng phải hơn mấy gang. To luôn mọi người nhá. Ok mọi người nhá. Bây giờ nó cũng khá là nóng mọi người ạ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình lấy cái tổ này cho bằng được mọi người nhá. Mọi người nhá, mình lấy cái tủ này xong mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Bây giờ mình sẽ bóc cái tủ này ra mọi người nhá. Bóc cái tủ này ra mọi người, xem được lấy từng và nó như thế nào mọi người nhá. Ông tên này khá duyên mọi người. Thank you.
mọi người nhé. Đấy mọi người ạ, tổ này thì khá to đấy mọi người ạ. Tổ này khá to mọi người nhé. Nếu mà không biết nhiều nhận không, mình mặc bộ quần áo bữa nay thì cũng không thể biết được là nhiều nhận hay không mọi người ạ. Yeah, nhìn từ cùng tương đối nhiều mọi người nhé. Ta ok mọi người nhé. Cái này không có gì nên nó mình sẽ kéo lại cho nó mọi người nhé. Mọi người nha, bây giờ mình sẽ đi xuống nha, hơi nóng đó mọi người ạ. Cũng khá to mọi người nhá. Hai tầng dưới. À để trong tổ đó luôn hả? Nếu như sinh sôi với đốt thì nhà đốt là không hay lắm. Kè nó thì không vấn đề gì đâu, một hai côn là vấn đề gì. Loại côn thì còn luôn, nó không bay mà. Ui à. Đấy, nó sống rồi. Bỏ đi này. Bỏ đi chứ? Bỏ đi này. Ô trời. Chưa có. Cái này phải cuối tháng 8. Tháng à? Bỏ lại một tấn như vậy, không có đam nữa. Có tổ nào không? Hãy đi hết tổ ra. Đi đi đi, tí này xuống bắt luôn. À, đáng. Ở đến chỗ cổng, ta đi đường về luôn á, cổng nghĩa trang Kỳ Phương á, nhưng mà vừa vừa thì bắt luôn nhé mần chi. Thế là đứa mà lấy cái tổ hôm qua ăn bắt rồi, bắt một nàng thì cũng được nhiều. Thế mà lấy về mà xào luôn nhá. Thế ông ơi, cũng đủ ăn nhậu nhá. Thế đi bủa một cái bì đi, để thằng khách cái này nhá. Ông này ông tua rồi sắp nửa cả rồi đúng không? Ừ, ông tương đối. Ông mà hết mua thì hơn thịt nữa. Chỉ có ông chúa là nó sống qua năm khác ông ma nó thịt thôi. Cái bì nó luôn này. Hả? Cái này là cái bì luôn này. Bì bạc này. Đu đu đu. 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 Đu, hút la lao là chỗ tay tao, tao phải vứt điện thoại đi chứ. Nó đâu có bể màn hình không bác. Em thấy một con nó bê sáng. Ừ, sáu điện thoại. Được đấy. Làm thịt thật đấy. Con chó cắm vào mặt nó được. Cắm vô đi ông không thấy đầu gì. Mặt trưng nhưng mà con tuy loài ấy nhỉ. Có loài thì nó lại nó cứ ở nơi chỗ quần áo mưa nó cắn bị dính một phát là nó cắn ở quần áo mưa xong nó đấm thấu rồi.
hai bao tải chứ một bao tải là nó đâm thấu được. Bữa em lấy cái tổ ở vườn ông Lộc á, là nó không đi đâu hết, nó cứ ăn nên nó lại nó bấu ở gần người, nó cắn nó luôn, nó cắn ở nửa áo mưa luôn. Không sao mà chết được. À, em cũng không biết. Con ông mặt đó là cắn con chết không? Nó địch đuối. Chắc là hết mua nó chết. Người ta nói nó biết nó chết hay không? Không, ông mặt là chết à? Ông mặt là chết. Ông đi rồi. Ông đi thử hoãn có mấy tháng rồi đâu đấy. Đúng rồi. Thì là ông chủ ngủ đống nữa là ông quân là chết. Người ta đi đốt rồi đéo biết quân rồi, con ông chú rồi hả? Có. Anh đổ thì anh không biết, nhưng mà em đi lấy thì em biết.